Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại trình đó là review account. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một account của một bạn nữ. Và đây là một account mà theo mình là khá khủng. Ok, vừa vào phát chúng ta có thể nhìn thấy đó là 13.236 kim cương để sẵn ở trong tài khoản này rồi. Và một cô nàng có lẽ đầu tư khá nhiều vào tài khoản của mình. Và nhìn một chút thì chúng ta có thể thấy đó là 1.006 hiệu thẻ vô cực của mùa này. Đây là Fortwood Nakenbo đến từ quân đoàn Fortwood. Một cô nàng mà nghe có vẻ cái tên đã thấy có toát lên một sự ngổ ngáo rồi. Nhìn số lượng hiệu thẻ vô cực cô nàng này rất ấn tượng. Mùa này đó là 1.006 hiệu thẻ vô cực. Mùa trước là 1.264. Các mùa trong 3 mùa liên tiếp thì có đó là 471, 452 cũng như là 300. Mấy mùa trước thì có 660, 833 hiệu thẻ vô cực cũng như là 777. Đây là một người mà đầu tư vào trong tài khoản của mình khá nhiều. Và có lẽ là với số lượng thẻ vô cực nhiều như này thì là đầu tư vào trong xưởng chế tác. Ok, tài khoản này hiện tại đang ở kim cương 1, đang ở rank kim cương 1 và đến từ quân đoàn Fortwood. Cũng đã khá lâu rồi chúng ta chưa review một tài khoản nào đến từ quân đoàn Fortwood, bởi vì đây cũng là một quân đoàn mà họ đã thay đổi rất nhiều cả về những thành viên của mình cũng như là những cái lực lượng chủ chốt. Ok, cô nàng này có đó là tỷ lệ top 3 khoảng 36%, có cho mình một cái nhện khoảng 2.64, như vậy nó khá tốt với cả một cô gái sinh năm 2002. Đây là cái nhện của cô nàng này. Chúng ta hãy cùng xem cái chế độ xếp hạng. Về chế độ xếp hạng thì đó là tỷ lệ top 3 là 27%, không phải là điều gì đó mà quá ghê gớm. Đây là cái số lượng nhân vật, và tôi nghĩ là với tài khoản này sẽ có full tất cả nhân vật, chính xác như vậy, không trượt đi đâu cả, đầy đủ tất cả nhân vật. Và tất cả nhân vật khoảng trong khoảng thời gian ở đây thì đều có gắn skin, đều có gắn kỹ năng của nhân vật này. Chúng ta sẽ cùng thử sử dụng con Ma Sim để xem đồ nam. Ma Sim hiện tại cô nàng này mới gắn 3 kỹ năng mà thôi. Tuy nhiên thì cũng đã có mở khóa tất cả các ô kỹ năng của nhân vật này. Chúng ta có đó là lạc khách tím và đấu sĩ Alpha. Đây là bộ lạc khách tím. Bộ này bây giờ anh em đang kêu bán lại trong server ở Việt Nam rất là nhiều. Đây là tóc ma búp bê, nham thạch, rồi đặc vụ Omega, đầu đặc vụ cáo. Có thể thấy là cái số lượng mũ của cô nàng này không phải quá nhiều, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy là có cho mình đó là cái mũ đạo sĩ đỏ của cái bộ xưởng chế tác mới ra mắt. Đây là đầu Dog Lover, và cái bộ này thì đến từ cái vòng quay vàng hiện tại trong game Gaina Free Fire. Cô nàng này thì có vẻ như là cũng đầu tư tương đối nhiều vào cho cả nhân vật nam và nhân vật nữ. Thì thường thì đa số các bạn bây giờ, ngày xưa ấy, thì khi mà chưa có con Alok ấy, thì số lượng nhân vật nam và số lượng đồ nam và số lượng đồ nữ ở trong một tài khoản nó tương đương nhau. Nhưng mà từ ngày mà có con Alok ấy, thì cho dù là một số người không thích chơi nhân vật nam, nhưng mà bởi vì tính hiệu quả Alok nên là vẫn phải bỏ tiền ra để sắm đồ cho con Alok. Đây là mũ cương thi, mũ tay mèo công nghệ, mũ tóc nam cường hóa, cũng như là đầu graffiti, đầu Tết Canh Tí, mũ anh chàng mùa đông, đầu graffiti gấu trúc, khá hài hước. Đây là đạo sĩ ong vàng ở đầu bác học điên, đầu bác học điên, đạo sĩ vàng, mũ rừng sâu, khá hay. Vâng, tóc đạo sĩ vàng này, rồi mũ kẻ sống sót, rồi mũ đi biển, và nón lá Việt Nam. Thực ra thì chúng ta sẽ có một cái nón Việt Nam mới sẽ được phát miễn phí trong sự kiện ngày 3 tháng 5, nhưng hiện tại tài khoản của cô nàng này chưa có. Đây là mũ đầu bếp nam, rồi chúng ta có đầu thợ mũ điên, mũ hè vui vẻ. Đây là cái đầu cơ bản của nhân vật Ma Sim mà thôi. Ok, chúng ta ui bên này khá ngon này, đầu thánh vương này khá ngon, rồi đầu quỷ dạ xoa và hai cái sừng. Và vừa vào phát nhìn thấy ngay hai cái sừng nở ra hai bên. Nhưng mà tôi đang thấy rằng cô nàng này đang thiếu đi đó là những thẻ vô cực của những mùa đầu tiên. Đây là mặt nạ thằng hề ma mị, có vẻ như cô nàng này thì cũng mới chơi Gaina Free Fire cỡ khoảng 1 năm trở lại đây mà thôi, nhưng đã đập tiền vào trong game là khá nhiều. Không biết là tiền đâu ra nhiều ấy nhỉ. Dạo này các bạn trẻ sinh năm 2002 thì có lẽ là vẫn đang đi học, vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Không hiểu sao có cái tài khoản khá khủng. Anh em thử dự đoán xem tài khoản này nạp là bao nhiêu. Theo mình dự đoán thì tài khoản này chưa nhìn skin sống, nhưng mà với cái kiểu mua đồ như thế này thì tài khoản này nó phải rơi vào đâu đó tầm 50-70 triệu. Mà đấy chưa nhìn skin sống nhá. Chút nữa chúng ta xem skin sống chúng ta sẽ biết là tài khoản này đầu tư vào trong game bao nhiêu. Đây là đầu cơ động dằn di, đầu tuần lộc, rồi đầu thỏ vượt ngục. Như vậy là không có thỏ nê ông, nhưng mà lại có thỏ vượt ngục anh em ạ. Rồi mặt nạ quỷ băng, mặt nạ quỷ đất đủ luôn. Và khá ngon, đổi bán son đi. Đây là cái mặt nạ Mr. Smile. Rồi mặt nạ gà che mắt, gà con, khăn bịt mặt hoàng kim. Khăn bịt mặt này chúng ta phải nạp tích lũy 999 kim cương để có thể nhận được cái khăn này. Đây là chiến binh rừng xanh, rồi bộ áo thích khách tím, miền viễn tây, áo huyết nguyệt, áo chiến binh bí ngô, trap chill, áo hồng
hồng nhật, áo đặc vụ Omega, quá ngon luôn. Vâng, đồ rất ngon lành cành đào, áo phóng xạ Dog Lover, sứ giả mà áo hacker. Cái áo hacker này thì sáng nay tôi có vào server Mỹ thì đang có một sự kiện ở bên server Mỹ cho phép chúng ta nhận miễn phí áo hacker này. Nó cũng khá hài hước, cũng khá hài hước với cả cái áo hacker này, áo chai nổi loạn, rồi áo Viking, rồi áo đặc nhiệm công nghệ, thích khách thiên long, thích khách kim minh, cái nhỉ, thích khách thiên hạc, thích khách hắc long. Vâng, nhầm một chút. Đây là ông trùm băng giá, áo quỷ băng, rồi đạo sĩ, bác học điên, đồ rất ngon lành ngành đào luôn. Nói thật với anh em là cái lượng đồ nam của nhân vật này là rất nhiều. Hiện tại nhiều anh em đang kêu là bán lại cái bộ đồ đi tù và bộ đồ mặc cái áo sọc đen trắng, nhưng mà hiện tại Ga Nam chưa bán lại. Ok, cô nàng này thì lên huyền thoại các mùa khá đều. Vâng, lên huyền thoại các mùa khá đều. Không biết là cô nàng Na Cần Bồ này thì có hay chơi với một streamer nào hay không. Lúc này chúng ta cũng tôi cũng không để ý cho lắm. Áo thun nguyên tử, áo thun sói, áo ba lỗ hăm dọa. Đây, chắc chắn đây là một thiếu nữ đại gia rồi. Vâng, đây là một thiếu nữ đại gia. Chắc là nhà bạn này cũng phải là khá là có khá giả. Và nói chung là nhìn tài khoản là biết là xinh rồi anh em ạ. Vâng, nhìn tài khoản là biết là xinh rồi. Nhiều cái tài khoản nhìn phát là biết đẹp trai, nhìn phát là biết xinh gái rồi anh em. Đây là quần Dog Lover, rồi quần đồng phục, áo một mắt. À, cái bộ casino nhiều anh em bây giờ cũng đang kêu là muốn nó che giáp. Rất nhiều đồ bây giờ trong Ga Na, những đồ đẹp quay ra từ vòng quay im cương, anh em đều đang kêu là muốn che giáp. Nhưng mà bên Ga Na họ đang có tí gọi là phớt lờ. Quần phong cách, quần trẻ trâu, rồi băng cướp đêm, quần bò race, rồi quần ống loe. Thề con ống loe nhìn buồn cười vãi. Không hiểu sao nó lại có quả sẻ ở giữa chân, nhìn buồn cười vãi trưởng anh em ạ. Đây là giày đạo sĩ đỏ, rồi giày này thì phát sáng các tia lửa, nhưng mà mình chả thấy nó phát sáng gì cả. Giày tuổi hồng thơ ngây, quả bộ quần áo khắm nhất ở trong game Ga Na Free Fire. Rồi giày trẻ trâu, giày phong cách phăng. Cái giày phong cách phăng này khá đẹp. Giày này trông nó rất là giống mấy cái giày thể thao ở ngoài đời, những cái giày thể thao hàng hiệu ngoài đời. Có bộ thiên nga dẫy chết, rồi khủng long Zilla, rồi bộ chiến thần, người xếp hình khủng long Jin. Ok, ui nhìn hộp súng này. Và chắc chắn là cô nàng này có một đống đồ vĩnh viễn rồi. Một đống súng vĩnh viễn này, nhìn số hòm súng thấy ghê rồi. Đây là diều hâu bạc, rồi đặc vụ đầu lâu, công nương máu. Có một số đồ cô nàng này cũng không mở luôn. Rồi chiến binh, rồi có cái kẻ sống sót. Cái bộ kẻ sống sót này trông xấu thế nhỉ. Và bây giờ nhìn lại những cái đồ ngày xưa ở bên Ga Na Free Fire ra nhìn nó xấu thật. Và những cái đồ mà ngày đầu mới ra nhìn nó chả đẹp gì cả. Nhưng mà chúng ta điều đó có thể thấy là cái game của chúng ta nó đã thăng tiến qua thời gian rất là nhiều. Thăng tiến qua thời gian rất là nhiều. Đến bây giờ thì có lẽ là mọi người cũng đã không còn nhớ về những cái ngày đầu tiên mà Ga Na Free Fire mới ra mắt nữa. Đây là cô gái đại dương. Ok, chúng ta chuyển qua đồ nữ nha. Đây là cô gái đại dương này, rồi tóc hỏa phụng, tóc thích khách kim lâm, rồi tóc lãng khách tím, rồi tóc đầu ninja, rồi nữ hoàng dây cót băng. Và nữ hoàng dây cót băng bộ đắt nhất trong bộ nữ hoàng dây cót, rồi mũ tiểu cương thi, rồi chúng ta có mình tóc hồng sư. Bộ hồng sư này tôi cũng không thấy có nhiều người sở hữu cho lắm. Đó, tài khoản của cô nàng này đầu tư rất nhiều. Lúc đầu cô nàng này bảo tôi là đồ thì hơi ít và súng thì sẽ nhiều và yêu mỗi kho súng, nhưng mà tôi thấy là đồ của cô nàng này nó cũng vãi trưởng. Đây là đầu lan quế phường, thì bộ lan quế phường này nó đẹp vãi trưởng anh em ạ. Vâng, đây tôi phải khẳng định với anh em đây là một trong cái đồ mà đẹp nhất ở trong liên Ga Na Free Fire. Vâng, có lẽ là nó chỉ không đẹp bằng bộ Lily thôi, nhưng mà tôi cũng thích cái bộ lan quế phường này lắm. Đây là tóc xếp hình, tóc thích khách minh hạc, rồi thích khách rồi tóc Lily. Ra đây là bộ Lily đấy, tôi bảo rồi, bộ này đẹp nhất trong Ga Na Free Fire. Xong rồi đến bộ kia, có một cái đầu chim cánh cụt lẻ, và cái đầu này đến từ cái sự kiện mà chúng ta vote con chim cánh cụt với con hải cẩu trắng thì phải. Đây là tóc cơ bản của nhân vật Cabella. Cabella này tên nghe như là tên nước ngoài ấy, nhưng mà thực ra nó lại là nhân vật Hàn Quốc. Và K-pop. Mặt nạ diều hâu bạc, lạc khách, rồi bộ lạc đầu lâu. Cái bộ lạc đầu lâu này thực ra thì nếu như mà đánh giá một cách toàn diện thì trông nó cũng khá hay. Vâng, trông nó khá hay. Đây là bộ sứ giả Ragnarok, rồi mặt nạ huyết mộc lan. Bộ huyết mộc lan này mới ra, mà bộ này thực ra nó không khác gì cái bộ mộc lan cũ cả. Chỉ có cái điều là họ thay đổi màu đi thôi. Nhưng mà dù là đổi màu đi nhưng mà bán lại giá nó vẫn không hề kém chát hơn so với bộ mộc lan thời đầu. Rồi mặt nạ quỷ đất, như vậy là đã sở hữu đủ tất cả xưởng chế tác dành cho nữ, dành xưởng bộ xưởng chế tác siêu nhân đấy. Tôi hay gọi là bộ xưởng chế tác siêu nhân vì cô dây cót này mộc lan. Wow, đồ quá nhiều luôn. Áo hỏa phụng, nàng hề ma mị,
chơi từ cái thời bạn này đã bắt đầu mua từ cái thời mà có cái kỷ niệm 2 năm sinh nhật của Free Fire, theo tôi biết là như vậy. Bởi vì là tôi thấy có một số cái xưởng chế tác, cái xưởng chế tác mà chú Hề ấy là ra vào thời điểm là giữa năm ngoái, tức là kỷ niệm mà 2 năm sinh nhật của Free Fire. Không biết là năm nay 3 năm sinh nhật của Free Fire thì bên Gai nào sẽ ra mắt những cái đồ gì. Ồ, đã khá ngon luôn, đồ rất ngon. Cái bộ tiểu tiên nữ này nhiều người bây giờ đang thích nhá. Vâng, cái bộ này nhiều người đang kêu là ra lại cho Gaina Free Fire, tại vì cái áo của nó có một cái đồ họa, nó có một cái độ nảy nó rất là lạ. Vâng, cái áo tiểu tiên. Sau đó thì chúng ta thấy bạn này có áo sau nhiều giờ tình yêu nữ luôn, rồi áo thun, rồi áo vàng huyền thoại mùa 14 và áo đến trường. Thề những cái đồ cũng tương đối cổ. Vâng, những cái đồ mà đã khá cổ trong Gaina Free Fire, có lẽ là bạn ấy nhận từ cái vòng quay may mắn. Đây là cô quần huyết nguyệt, rồi quần giáp băng, và quần giáp băng, gọi đã gọi quần ấy, còn là giáp băng. Rồi đây là tuần Lan Quế Phường. Tôi vẫn rất thích cái bộ Lan Quế Phường này, thật sự luôn. Cái bộ này nó rất hài hòa, vừa đôi giày cũng đẹp này, cái quần đẹp, cái áo cũng đẹp, cái tóc cũng rất đẹp luôn. Tóc này anh em hay gọi là tóc Chun-Li, hay là tóc của một cái nhân vật ở trong game Street Fighter. Rồi quần thích khách, quần thích khách thiên long, quần tha thu, quần bò sọc, quần nấm loe, rất nhiều các thể loại quần. Quần nó quá ngon, nó quần què luôn. Đây là Mộc Lan rồi nữ thần hoàng kim, nàng hề ma mị. Cái bộ cái quần, cái giày nàng hề ma mị này nó có cái dòng mô tả rất là buồn cười. Đây là giày của ta mũi cong, he 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 he. Vâng, nó rất là nhiều chữ he luôn, buồn cười vãi. Các bạn mà để ý mấy cái giày ở trong game Gaina Free Fire thì các bạn sẽ để ý là cái phần mô tả của những cái giày ấy, có nhiều câu họ bên Gaina họ dịch hoặc họ viết rất là buồn cười. Vâng, giày quỷ đất là ăn lành mạnh, hãy nhìn áo này. Vâng, không hiểu ăn lành mạnh là cái gì, không hiểu họ dịch kiểu gì đó. Vâng, dịch kiểu chết cười luôn. Ok, chúng ta đến với con pet mới này tên là anh ơi cứu bé. Vâng, như mặt cười, cưng cờ cờ, mị và mập ịt. Vâng, rồi cưng o cho, phương đót, chồng bảo, vâng, chắc là người yêu tên là Bảo, Sam bé yêu, chắc là người yêu tên là Bảo ấy chắc. Ok, chúng ta cùng nhau đến với cả bộ sưu tập, nơi mà cô nàng này nói rằng là thứ mà cô nàng này, cái kho súng là thứ mà cô nàng này tự hào nhất, thì để xem là cái cô nàng này tự hào là mình có súng gì. Chúng ta nhìn thấy là sử dụng ba lô rồng lộn như là hòm sát quan tài. Ok, đây là vũ khí cô nàng này, có mình M4A1 rừng xanh, M4A1 thảm họa. Không, chỉ có hai khẩu ấy thôi, không có đâu mình đó là kim sư điểu, không có đâu mình đó là khẩu hỏa ngục. Tiếp theo đó là ấy đúp báo đốm này, rồi M14 tiếng hú địa ngục, cường hóa tuyệt diệt, đôi mắt tử thần luôn. Vâng, nhìn được biết đôi mắt tử thần rồi, không thấy chọn khẩu nào chắc đoán ở dưới cùng đó là khẩu đôi mắt tử thần. Và bây giờ mình đã review tài khoản quá nhiều rồi, Trinh đang bê mời về chơi AK kim kỳ lân, hỏa kỳ lân, băng kỳ lân, như vậy bỏ qua khẩu tử kỳ lân. Có đó mình AK dòng lửa, có đó mình AK lửa đỏ, có đó mình thợ săn đầu lâu cũng như là bí ngô. Vâng, và có luôn cả AK đôi mắt tử thần luôn, một bộ sưu tập súng phải nói là rất đáng nể. Đây là UMP nghệ sĩ tử thần, có đó mình UMP thảm họa, UMP buya, UMP quái thú, đường chân trời. À, như vậy có cái UMP báo săn mồi, tôi nghĩ là báo săn mồi, nhưng không biết bên Gaina tại sao họ lại dịch là báo ăn mồi. MP5 màu hồng, đang sử dụng MP5 màu hồng, có đôi mắt tử thần nhưng mà thích sử dụng MP5 màu hồng hơn. Đây là MP5 dàn di, tôi phải nói với các bạn là cái skin súng ấy rất đẹp. Thực sự cái skin súng MP5 dàn di rất đẹp và nó là một skin súng cổ. Nếu như mà skin súng này mà nó làm cho tăng chỉ số thêm một chút thì rất nhiều người sẽ dùng, tại vì nhìn nó trông nó rất là đẹp. Ok, có đó mình đó là Scar đẳng cấp Titan, có đó mình Scar quái thú, nhưng không có đó mình đó là một số khẩu Scar khác. Vâng, không có đó mình thiên đường như là địa ngục, có Scar màu hồng, có Scar thủy thần và có Scar bóng ma công nghệ, Scar dòng thiêng 76 ngày. Nhưng mà thực ra khẩu này thì không khác gì khẩu địa ngục cả, và khẩu này cầm đi cho đẹp thôi. Đây là VS màu hồng này. VS màu hồng, cô nàng này rất thích dùng những cái đồ màu hồng, Rosa Giáng sinh, thì đây là tài khoản nữ mà. Vâng, MP40 chắc chắn là đủ cả bộ với số lượng huy hiệu thẻ vô cùng mùa trước lên 1200. Thì chắc chắn là cái xưởng chế tác của MP40 này thì phải đủ. Vâng, cơ đỏ, trường lam, dô lục bích và cơ khí sấm sét năm mới cũng như là ma mị cũng đều có luôn. Như vậy đây là một bộ sưu tầm MP40 rất đẹp, rất ngon lành. Cành đào, đao cá kiếm, SKS tử thần, SKS hỏa ngục này, đây là K98 mình không có skin. Và đó cho mình đó là cái bộ quá ngon rồi, Pharmax thần khí, và đầy đủ hết nguyên cả bộ luôn. Vâng, có nguyên con cả dàn, quá thơm, đội bán rơm, Pharmax báo, rồi các kiểu đa điểu, rồi SVD pháo hạng, gậy bánh nướng, rồi XM8 quái thú săn mồi, cũng như là ninja, ngon luôn, ngon luôn anh em ạ. Quá ngon đội bán son, quá ngon luôn. Đây là Spas, và chúng ta có Spas Samurai rồng lộ.
Rồi đây là Spart đêm đỏ. Spart đêm đỏ nhìn lạ nhỉ. Tôi không để ý cái khẩu đêm đỏ ấy lắm, thực sự luôn. Và từ xưa giờ tôi chưa bao giờ để ý cái bộ Spart đêm đỏ này. Và thực ra nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. P90 có mình đó, P90 bóng ma, nhưng không có cho mình đó là P90 hành quyết. Hành quyết thì chỉ có theo ngày thôi. Đây là AN94 nghệ sĩ tử thần, một trong những khẩu AN94 rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Nó tăng 2 tốc độ bắn, và với việc là nó chỉ có một điểm yếu duy nhất là không lắp được giảm thanh. Còn nếu mà nó lắp được giảm thanh nữa thì phải hỏi là bá cháy bọ chét, bắn vừa nhanh lại độ chính xác cao cũng như là tốc độ bắn rất tốt. Ok, cũng là sát thương cực kỳ ổn định nữa. Đây là bom keo kẹo nổ, và đó là cái kho súng của cô nàng Naken Bồ, một kho súng rất ngon lành ngành đào luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cô đoàn Fort Hood. Đã rất lâu rồi chúng ta mới có một phần review liên quan đến cô đoàn Fort Hood, một trong cô đoàn đã gắn bó với Gaina Free Fire, cũng như là kênh Ria Gaming từ thời kỳ đầu. Ok, Razor Bay 3, và Fort Hood Razor Bay 3 bạn này hay chơi cùng với cả team của Mang Gaming. Đây là Fort Hood Bay, người đang thi đấu cho WSB, Huy Sài Gòn, người yêu cũ ở Nene ở bên quân đoàn RGF nếu mà tôi nhớ không nhầm. Đây là Fort Hood Quỳnh này, She này, Xanh, rồi Fort Hood NTN, chỉ huy huyền thoại của quân đoàn Fort Hood này. Và đến hiện tại anh ta vẫn là chỉ huy quân đoàn này. Đây là Fort Hood Gà Cú Te, người đang thi đấu cho màu áo Đại Tướng Quân. NTN thi đấu cho WSB. Pan, người đang thi đấu cho quân đoàn Đại Tướng Quân. Và đây là Pan 2K2. Vũ Lever, rồi Fort Hood NIB, anh ta vẫn đang ở trong quân đoàn này. Rồi đây là Fort Hood Su Cân, chả hiểu Su Cân là gì. Đây là Fort Hood Kingdom, người đang ở rank thách đấu quân đoàn này với số điểm 8928, thanh niên cực kỳ cày thách đấu rất khiếp. Fort Hood Tây Tạ, Fort Hood Phoenix BT, Thành, Eliso Q, Thư Em, Kẻ Vô Danh, Rasno Pro, đây là Gà Fake, và Fort Hood Trần Thái cũng như Hero Baby K. Đó là quân đoàn Fort Hood, và đó là tài khoản của cô nàng Naken Bồ. Không biết là cô nàng này có lẽ là hồi trước hình như là có, tôi nhớ là có một số bạn tên là Na Chưa Bồ, Naken Bồ các kiểu nhỉ, không biết là phải cùng một người hay không. Ok, và đó là tài khoản của cô nàng Naken Bồ. Các bạn thử dự đoán xem tài khoản này trị giá bao nhiêu VND. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Bye bye.